Tôi đã tìm thấy Thượng Đế tháng 5 năm 1938. Phần này được viết bởi Paramahansa Yogananda. Chúng tôi đã đề cập trong một chương trước bởi nó diễn tả một trong những khía cạnh quan trọng nhất của thông điệp gửi đến toàn cầu của Yogananda. Không phải những điều đọc được sẽ đem đến cho bạn sự tự do, nhưng những việc bạn làm với điều đã đọc, giác ngộ đến từ việc thực hành chứ không phải lý thuyết, từ nhận thức chứ không phải niềm tin mù quáng. Đây là thông điệp từ đáy lòng tôi gửi đến các bạn. Hãy đọc và suy ngẫm và đem ra thực hành những chân lý mà Thượng Đế đã bày tỏ. Trước hết, bạn hãy tự hỏi, phải chăng mình đã tìm thấy Thượng Đế? Nếu câu trả lời không làm bạn thỏa mãn, hãy thành tâm hơn nữa. Như đã được chỉ dạy bởi những bậc thầy, những người đã tìm thấy Ngài, các vị thánh của Ấn Độ đã thử nghiệm để hoàn thiện các phương pháp yoga mang tính khoa học, giúp giải phóng con người, gắn kết con người với Thượng Đế để thỏa mãn chính bạn. Hãy áp dụng những phương pháp này vào công cuộc tìm kiếm tinh thần của bạn, vì bạn không thể tìm thấy đấng tối cao nếu không tuân theo quy tắc tịnh tâm và quán tưởng, con đường duy nhất dẫn đến Ngài. Các nhà khoa học đã không ngừng nỗ lực khám phá những bí mật trong tự nhiên bằng cách áp dụng những quy luật vật lý. Nếu không áp dụng một cách tương tự những quy luật tâm linh, lý thuyết vỏ đoạn sẽ trở nên mù mẩm, không có khả năng mở những cánh cửa dẫn đến Thượng Đế. Những lời cầu nguyện máy móc và những sắc tín mù quáng chưa qua kiểm chứng không thể đưa bạn đến với Thượng Đế. Nhưng nhờ những kỹ thuật yoga giúp bạn nhận thức bản thân từng bước một, nhờ sự giúp đỡ của guru, người đã băng qua khu rừng lý thuyết và biệt Thượng Đế, và nhờ những nỗ lực sâu xa hàng ngày trong thực hành yoga, bạn sẽ đến được với tâm thức vũ trụ. Ngươi không thể trông thấy ta bằng đôi mắt phàm trần, vì vậy ta sẽ ban cho ngươi đôi mắt thiêng liêng. Hãy chiêm ngắm sức mạnh tối thượng của ta. Bhagavad Gita 11.8. Để đến được với Thượng Đế, bạn phải dành thời gian để được ở một mình với Ngài mỗi ngày. Bạn phải lánh xa các cám dỗ, những mối ràng buộc, những ham muốn làm lãng phí thời gian, và bạn phải đi theo vì hướng đạo sáng suốt. Người đã tìm được Thượng Đế, hãy sử dụng các giác quan thông thường cũng như trực giác của bạn để nhận ra những người thầy đích thực. Người đã biết Thượng Đế, chỉ những người đã có kinh nghiệm về hành trình truy tìm Thượng Đế mới có thể dẫn bạn đến với Ngài. Hãy tận dụng thời gian của bạn vào ban đêm cũng như mỗi sáng sớm, và cả những khoảng nghỉ giữa các công việc thường nhật để trầm tư quán tưởng. Sự cô độc là cái giá để nhận biết Thượng Đế. Hãy tỉnh thức, đừng lãng phí thời gian vào niềm tin mù quáng. Hãy tuân theo những phương pháp đã được kiểm chứng giúp nhận thức về bản thân và biết Thượng Đế. Mục đích của cuộc đời là tìm kiếm Thượng Đế. California, ngày 8 tháng 10 năm 1944. Bạn có thể nhận ra rằng bạn chỉ ghé thăm trái đất này trong một thời gian ngắn. Bạn ở đây trên trái đất này chỉ để học những bài học cần thiết và giúp đỡ những người đi ngang qua cuộc đời bạn. Bạn không biết tại sao mình được giao phó một vai trong vở kịch thế gian. Vì vậy bạn phải học biết điều gì Thượng Đế kỳ vọng nơi bạn. Đừng dung túng những ham muốn cá nhân. Ước muốn duy nhất của bạn nên là tuân theo ý chỉ của Thượng Đế và sống và làm việc vì ánh sáng minh triết của Ngài. Hôm nay chúng ta ở đây, ngày mai đã đi xa, chỉ là những cái bóng trong giấc mơ vũ trụ. Nhưng đằng sau tính chất hảo huyền của những hình ảnh phù du này là hiện thực bất tử của thần khí. Cuộc sống nơi trần thế này dường như phù phiếm và hỗn loạn cho đến khi chúng ta neo mình vào đấng thiêng liêng. Đó là lý do tại sao
Như vẫn thường nói với các bạn, tôi ở đây để làm chứng cho tầm quan trọng tối thượng của thần khí. Đừng tập trung vào những mục tiêu trần tục, phù phiếm và những quyến luyến ảo tưởng của con người. Những thứ ấy khiến tâm trí bạn rời xa Thượng Đế, cũng như rời xa bản ngã đích thực của bạn. Những ai vượt qua được những ràng buộc cả trong những đối tượng của cảm giác lẫn hành động, thoát khỏi những mưu tính được thúc đẩy bởi cái tôi ích kỷ, người đó được nói rằng đã đạt được sự hiệp nhất vững bền với thần khí. Bhagavad Gita 6.4. Bạn đến đây thông qua ý chí của Thượng Đế, nhưng Ngài đã ban cho bạn sự tự do để sống theo ý chí riêng của bạn. Giờ đây bạn nên học cách vâng phục ý muốn của đấng quyền năng. Đó là cách sống mà tôi luôn cố gắng. Mỗi sáng khi thức dậy, tôi hỏi Ngài muốn tôi làm gì. Bây giờ tôi nhìn thấy Ngài đang làm việc thông qua đôi tay và khối óc của tôi, và mọi thứ diễn ra như ý Ngài muốn. Đó là sức mạnh bạn nên tin tưởng, sức mạnh mà thông qua đó có thể tìm thấy sự hướng dẫn, hạnh phúc và sự tự do đích thực. Đó là sức mạnh sẽ đem lại cho bạn sự giải thoát. Không có một nghĩa vụ nào quan trọng nếu nó khiến bạn lãng quên nghĩa vụ đối với Thượng Đế. Ngoài Thượng Đế, mọi thứ khác đều là ảo tưởng. Để nắm bắt chân lý này, tôi phải xua tan mọi ảo giác trần tục ra khỏi tâm trí mình. Thông qua quán tưởng và sự đồng hành của những bậc thầy vĩ đại, tôi muốn truyền dẫn hiểu biết này vào trong trái tim các bạn, trừ phi bạn nhận ra được rằng Thượng Đế quan trọng hơn hết thảy, trừ phi bạn dành cả đời mình để tìm kiếm Ngài. Nếu không, bạn sẽ không tiến triển về mặt tâm linh. Bị Maya che mắt, bạn sẽ lãng quên Thượng Đế. Làm vui lòng Thượng Đế và đưa những người khác trở về với Ngài chẳng phải là khôn ngoan đích thực sao? Niềm vui lớn nhất của tôi là nhắc nhở những người khác về tầm quan trọng và sự cần thiết phải tìm kiếm Thượng Đế. Thế gian này chỉ là nơi tạm trú và chúng ta không phải đang ở trong nhà mình. Trong chốc lát có thể bạn sẽ buộc rời khỏi thế gian này. Bạn sẽ phải bỏ lại mọi thứ vẫn quyến luyến. Vậy tại sao bạn phải cứ ưu tiên cho những việc khác trước để đến nỗi không có thời gian dành cho Thượng Đế? Đó là do Maya, chiếc lưới của ảo tưởng vũ trụ đang bủa vây, khiến chúng ta lãng quên đi Thượng Đế. Chúa Giê-xu đã phán, nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mắt mà ném đi. Vì thàm mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném trong hoàng ngục. Matthew 5:29. Đó chỉ là một cách nói ẩn dụ. Ngài cảnh báo rằng tâm trí con người có thể vướng vào những ham muốn sai trái, và khi đó nó sẽ làm tổn hại đến hình ảnh thiêng liêng của linh hồn bên trong con người. Chúa Giê-xu muốn nói rằng bao lâu những ước muốn sai trái còn dẫn dắt các giác quan vào con đường lầm lạc, bấy lâu chúng ta sẽ còn lãng quên Thượng Đế, nguồn hạnh phúc. Đừng lãng phí thời giờ vào những việc ngu ngốc. Thượng Đế biết mọi sự. Ngài biết rằng Ngài đã đưa chúng ta vào thế gian này. Ngài cũng đau lòng khi chúng ta thống khổ. Không gì khiến Ngài đau lòng hơn khi chứng kiến chúng ta chết đuối trong vùng lầy ảo tưởng. Ngài muốn chúng ta trở về nhà, và với những người nỗ lực tìm biết Ngài, Ngài phán, xuất phát từ lòng trắc ẩn, ta đứng ngừ nơi sâu thẳm bên trong, sẽ thắp lên trong chúng ngọn lửa cháy người của sự khôn ngoan, xua tan bóng tối vô minh. Bhagavad Gita 10.11. Những người kiên tâm bước theo đường lối của Thượng Đế sẽ được đón chào nồng nhiệt giữa các thánh thần. Họ đã biểu hiện thành tâm thật sự và họ được nhận niềm vui lớn lao trong linh hồn. Không cách gì trở về nhà nếu bạn dệt xung quanh mình tấm lưới chằng chịt những ham muốn thế tục. Bạn đến trần gian này để thực hiện vai trò của mình trong vở kịch thiêng liêng.
Nhưng phần thiết yếu trong vai trò của bạn là nghĩ về Thượng Đế và làm theo ý chí của Ngài, không gì khác. Mọi tư tưởng, hành động đều là ảo tưởng nếu không đặt Ngài vào vị trí cao nhất. Thánh Kinh Hindu chép rằng, ngay khi bạn thấy được Thượng Đế, cuộc sống của bạn sẽ lập tức biến đổi và gắn chặt vào Ngài. Mỗi linh hồn phải đi tìm lối đi riêng để trở về. Không ai khác ngoài bạn phải chịu trách nhiệm về những thói quen và những sai lầm của mình. Một khi đã nhìn thấy chính mình, bạn sẽ được tự do. Nhưng nếu chưa được tự do, bạn còn gặp nguy hiểm. Bạn sẽ trở lại và thực hiện những ước mơ còn dang dở. Chú thích, những ao ước có thể được thực hiện bằng sự đáp ứng vật chất hoặc tùy vào sự phát triển tâm linh, bằng quá trình phản đoán của tâm trí hoặc quá trình tập trung quán tưởng. Thân xác bạn hữu tử, nhưng linh hồn bạn tồn tại ngoài thân xác. Nếu bạn chết trong khi vẫn chưa có được chiếc xe hơi bấy lâu ao ước, bạn sẽ phải trở lại trái đất này vì nó. Bạn sẽ không thể vào được thiên đàng, nơi chẳng ai sử dụng xe hơi cả. Mặc dù những ham muốn có sức mạnh thật mạnh liệt, uy lực của ý chí thiêng liêng còn mạnh hơn. Ý chí ấy tồn tại bên trong bạn và sẽ làm việc thông qua bạn. Nếu bạn mong muốn, nếu bạn từ chối, thì những động cơ thể tục sẽ dệt những tấm lưới luân hồi xung quanh bạn. Hãy tìm kiếm Thượng Đế trong khi bạn còn trẻ. Vì khi già nua hay bệnh tật, bạn sẽ gặp những khó khăn trong việc tìm kiếm Ngài. Trước khi mọi người bắt đầu hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, thân xác họ đã trở nên yếu ớt và họ buộc phải dành thời gian để chăm sóc cỗ máy cơ thể mỏng manh thay vì theo đuổi việc tìm kiếm hiện thực bất tử. Mục đích duy nhất của cuộc đời là tìm được Thượng Đế. Nếu đã kết hôn, bạn và người bạn đời của mình phải cùng nhau tìm kiếm Thượng Đế. Nhưng nếu bạn chưa lập gia đình, hãy lập tức theo lời dạy của Chúa Giê-xu. Hãy tìm kiếm nước trời trước hết. Khi biết Thượng Đế, Ngài sẽ mách bảo cho bạn biết phải làm gì. Ngược lại, bạn sẽ không biết số phận nào đang chờ đợi bạn trong tương lai. Vô minh giống như một thứ độc dược bên trong con người. Vì nó, chúng ta không nhận ra được bản chất thực thụ của mình được tạo nên giống hình ảnh Thượng Đế. Trước hết, hãy tìm hiểu điều Thượng Đế muốn bạn làm. Không gì quan trọng hơn việc vâng phục đấng tối cao. Chính những ham muốn của bạn nô lệ hóa bạn và khiến bạn nghĩ tôi muốn thứ này hay tôi muốn thứ nọ. Đừng hành động theo kẻ thù của bạn, cái tôi ích kỷ, độc đoán. Hãy làm theo ý chí của Thượng Đế, người bạn duy nhất của bạn. Bao lâu vô minh còn tồn tại, bấy lâu bạn không thể nói còn bao nhiêu kiếp khổ đau đang chờ đợi phía trước. Hãy loại bỏ vô minh bằng việc quán tưởng về ánh sáng. Cách tốt nhất để chống lại cái ác là từ bỏ những thói hư tật xấu ngay bây giờ. Ai thắng, ta sẽ cho làm cột trụ trong đền thờ Thiên Chúa của ta. Người ấy sẽ không hề rời khỏi đó nữa. Khải Huyền 3:12. Hằng ngày, bạn hãy cùng tôi làm việc trong tình yêu Thượng Đế. Ngài sẽ ban cho bạn sự tự do như tôi đang tận hưởng. Tôi đảm nhận càng lúc càng nhiều công việc, nhưng không bao giờ cảm thấy bị quá tải, bởi vì tôi làm mọi thứ vì Ngài. Chính tâm tình dân hiện ấy đã hòa giải vô minh trong truyền kiếp trong tôi. Chính tâm tình dân hiện ấy đã hòa giải vô minh truyền kiếp trong tôi. Chỉ cần có một người đang khóc lóc bên đường, tôi sẽ trở lại trần thế này để lau khô nước mắt cho người ấy. Tại sao tôi có thể bằng lòng hưởng thụ sự sung sướng nơi thiên đàng, trong khi những người khác đang khổ khổ? Hạnh phúc lớn lao nhất là được kết hợp với Thượng Đế.
Bạn không hình dung nổi cuộc sống có thể đẹp biết nhường nào. Không màng đến thế giới giác quan, tu sĩ yoga cảm nhận niềm vui luôn tươi mới của tình yêu Thượng Đế. Linh hồn người ấy được thôi thúc trong sự nghiệp, trong sự hiệp nhất với thần khí. Người ấy giờ đạt được niềm hạnh phúc không gì phá hủy. Bhagavad Gita 5:21. Khi bạn thấy Thượng Đế ở khắp nơi, khi Ngài trò chuyện với bạn, hướng dẫn bạn là khi niềm hạnh phúc thánh thiêng bắt đầu. Bài thơ Thượng Đế, Thượng Đế, tác giả Paramahansa Yogananda. Từ nơi sâu thẳm của giấc ngủ, khi con bước lên những bậc cầu thang xoắn ốc của thao thức, con thì thầm, Thượng Đế, Thượng Đế, Thượng Đế, những đêm cách biệt với Ngài, con đã tìm kiếm Ngài, và tâm trí con thầm nghĩ, thầm thỉ, Thượng Đế, Thượng Đế, Thượng Đế. Dù ở bất kỳ đâu, linh hồn con luôn hướng về Ngài. Giữa thế gian ồn ào, con lại lặng im tìm đến Ngài. Thượng Đế, Thượng Đế, Thượng Đế, giữa phong ba bão táp của thử thách và bao nỗi lo âu gầm thét trong con, giữa những ồn ào hung dữ, con ca vang, Thượng Đế, Thượng Đế, Thượng Đế, khi tâm trí con dệt giấc mơ từ những sợi chỉ ký ức. Trên tấm vải thần kỳ ấy, con viết lên Ngài, Thượng Đế, Thượng Đế, Thượng Đế. Hằng đêm trong bóng tối sâu thẳm, trong những giấc mơ êm đềm, con kêu lên, ôi hạnh phúc, và hạnh phúc trong con ngân nga, Thượng Đế, Thượng Đế, Thượng Đế. Trong mọi hành động hàng ngày, làm việc, trầm tư, ca hát, yêu thương, linh hồn con không ngừng ngân nga bài ca không ai nghe thấy ngoài Ngài, Thượng Đế, Thượng Đế, Thượng Đế.